Hương Thơ và chương trình Câu chuyện Y khoa, một chương trình được thường xuyên bảo trợ bởi Bệnh viện Oncos Memorial. Xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay Hương Thơ rất hân hạnh được mời bác sĩ Lê Hữu Tâm, chuyên về giải phẫu tổng quát và đường tiêu hóa, đến với chương trình chúng ta để nói chuyện về những cái đề tài liên quan đến giải phẫu và đại dịch corona hiện nay. Hương Thơ mến chào bác sĩ Tâm. Vâng, xin chào Hương Thơ và xin kính chào quý vị khán thính giả. Vâng, hôm nay Hương Thơ và bác sĩ Tâm phải mang cái mask để nói chuyện với nhau, để khuyến khích mọi người khi ra đường phải mang mask. Và thưa bác sĩ, trước khi mà chúng ta đi vào đề tài thì xin bác sĩ nói sơ qua về vấn đề đeo mask. Và người bạn của Hương Thơ có làm face shield này thì không biết nó có hiệu quả nếu mình đeo cái này hay là đeo với mask hay như thế nào ạ? Đúng ra thế này vấn đề chính là khi mình đeo mask, mặt nạ đó, là mục đích chính là nó giúp mình không có ngăn ngừa mình đừng có lây bệnh cho những người xung quanh. Thì vấn đề xã hội, cộng đồng xã hội thì rất là tốt, tại nếu ai cũng đeo mặt nạ hết thì vấn đề truyền nhiễm nó sẽ giảm thiểu rất là nhiều. Nhưng mà nói về vấn đề khoa học, mà để mà đeo cái mặt nạ đó, mặt nạ nào cũng vậy trên thị trường này, và vùng mặt nạ giải phẫu hay là mặt nạ bằng vải mà người ta làm, hay là mặt nạ N95 đó, thì nó chỉ tương đối nó bảo vệ cho mình thôi. Rồi cái vấn đề mà phụ thêm vô cái mặt nạ nữa, như cái này là cái shield đó, cái shield hay là có những cái mà nó còn che kín cái đầu nữa, thì nó có nhiều cái dụng cụ để mà nó gọi là PPE đó, là Personal Protective Equipment đó. Thì cái đó thì nó giúp ít hơn, thì nó giảm thiểu vấn đề truyền nhiễm. Nhưng mà thực sự ra cái con virus đó, nó cái dung tích của nó đó, cái là nó chỉ 125 nanometer thôi, là 1 nanometer là 1/1000. Mà cái mask của mình, cái N95 đó, cái lỗ hở của nó là 1 micron tới 3 micron. Thành ra cái con virus nó có thể nó đi xuyên qua đó được. Thành ra nếu mình muốn mà không có con virus nào vô người mình phải đeo bít kính hết, rồi không có thở không khí vô. Thì như là phải đeo space suit hay là đeo scuba diving, là mình phải có ống oxygen thì nó mới, nghĩa là mình không có tiếp xúc với bên ngoài, môi trường bên ngoài thì mới được. Tại vì nếu mà con vi khuẩn nó nằm trong không khí, nó nằm trong cái aerosol hay cái droplet, thì mình có thể mình thở vào trong người mình được. Thành ra có thì cũng còn hơn không, nhưng mà bảo vệ hoàn toàn thì là chỉ là tương đối thôi. Vâng. Những người bệnh nhân bị bệnh á, biết chắc là bị bệnh coronavirus, bị COVID-19 rồi đó, thì là những nhân viên y tá, bác sĩ, rồi respiratory therapist, hay là những người mà lau dọn trong phòng nữa, cũng phải đeo những cái face shield này, hay là phải đeo những cái N95 mask, thì nó bảo vệ tốt hơn những cái mask thông thường này. Vâng. Và chắc bây giờ chúng tôi phải gỡ ra, tại cái này là bạn Hương Thơ làm cho Hương Thơ, nhưng mà mình cái này là chỉ mình, nếu mình có direct contact là trực tiếp mà người ta ho thì mới được cho người ta, mà ho với cái này thì nó cũng chui vào, phải không ạ? Vâng, cho những bệnh nhân bị bệnh đó thì nó bảo vệ mình hơn. Vâng, chắc bây giờ phải gỡ ra mới nói chuyện được, tại vì khó thở. Cảm ơn bác sĩ đã, vâng. Chúng tôi cũng phải khuyến khích mọi người phải đeo mask khi ra đường. Có những thành phố, quý vị Hương Thơ vừa mới nghe nói, trong hôm nay là ngày thâu là 14 tây tháng 4, vâng. Nên những cái chi tiết và những cái thông tin có thể thay đổi hàng ngày. Hương Thơ được biết là Costa Mesa, thành phố Costa Mesa cũng như Riverside là bắt buộc mandatory phải đeo mask khi bước ra ngoài đường, nếu không sẽ bị phạt. Và đây là những cái vấn đề chúng ta cần thêm những cái thông tin hiểu biết về vấn đề đeo mask. Cái quan trọng cũng nên gọi là phải cách xa khoảng 6 mét, tức là 2 mét, tức là 6 feet, phải không ạ? Và phải rửa tay và phải disinfect, phải tẩy trùng tất cả những đồ vật mà chúng ta đụng chạm khi ra ngoài đường và trước khi trở về nhà. Sau khi trở về nhà thì quý vị phải chùi rửa sạch. Bây giờ mình nói về cái đề tài mà liên quan đến chuyên môn của bác sĩ Lê Hữu Tâm, là về một bác sĩ giải phẫu. Thì thưa bác sĩ, hiện nay thì với cuộc khủng hoảng mà chăm sóc đại dịch, mà chăm sóc sức khỏe của quốc gia hiện nay, mà với trong cái đại dịch COVID-19, thì nhiều bệnh viện cũng như trung tâm giải phẫu, cái gọi là ASC Center, Surgical Center, họ quyết định không cho phép phẫu thuật mà không có khẩn cấp,
gọi là elective surgery. Thì vậy bệnh nhân cần giải phẫu cho bệnh tình của họ thì họ phải làm như thế nào? Cái đó cũng gây một khó khăn lớn cho một số, rất nhiều bệnh nhân. Những cái ca mà hồi xưa mà giải phẫu mà đã sắp xếp chương trình rồi hồi tháng 3 đó thì cũng bị hủy đi hết. Xong rồi phải chờ ngày cho phép mới bắt đầu sắp xếp chương trình lại. Thì trong một số bệnh nhân đó, những bệnh nhân nào cần thiết giải phẫu đó, thì cái vấn đề mà cần thiết thì các trung tâm y tế họ đề nghị là như những bệnh nhân bị ung thư, những bệnh nhân có vấn đề mà có thể nguy hiểm tới tính mạng hay là tứ chi thì là phải cần giải phẫu gấp, thì những bệnh nhân đó được sắp xếp chương trình. Và những bệnh nhân nào mà bị nhiễm trùng hay là bị vấn đề nguy hiểm tính mạng nữa thì vô trong phòng cấp cứu đó, thì những bệnh nhân đó nhập viện, khi nhập viện vô thì là được sắp xếp để giải phẩu. Thế đó là những cái gọi là policy của các nhà thương với những cái chỗ trung tâm giải phẫu ngoại chẩn bây giờ. Vậy là trường hợp nào bệnh nhân được cho là khẩn cấp để thực hiện giải phẫu ngoài cái vấn đề mà bác sĩ là cancer? Ví dụ như là xương đục dư chẳng hạn, nếu bệnh nhân bị xương đục dư hay là bị nhiễm trùng túi mạch hay là bị nghẹn ruột hay bị bể ruột hay là bị chảy máu, thì những cái trường hợp đó là khẩn cấp, thì những bệnh nhân đó thường nhập viện hay là mình có thể làm thời khóa biểu gấp rút để mà giải phẫu sớm hơn. Vâng, thưa, được biết có một người quen đó là bị sa ruột, thì vấn đề đó có được xem là khẩn cấp không ạ? Vấn đề sa ruột thì bây giờ có rất nhiều bệnh nhân bị sa ruột, mà thường thường sa ruột thì không có đau, mà có thể đẩy ngược vô trong được. Thật ra những trường hợp đó thì hiện thời thì gọi là như là không có khẩn cấp, thì không có giải phẫu, không có sắp xếp để giải phẫu được. Nhưng có một số bệnh nhân mà bị sa ruột thì bị nghẹn ruột á, bị ói mửa, bị đau bụng, thì cái trường hợp đó thì là khẩn cấp, thì phải nhập viện trong phòng emergency room đó, phòng khẩn cấp xong rồi giải phẫu. Về sa ruột không, bác sĩ có hướng dẫn họ tự đẩy ruột vào bên trong và ra. Cũng có nói với các bệnh nhân đó thì là nếu mà đau quá hay là có vấn đề buồn nôn, ói mửa, không đi cầu được thì là phải đi vô phòng cấp cứu, thì lúc đó thì khám là mà thấy mà cần giải phẫu thì có thể nhập viện để giải phẫu liền. Vậy văn phòng bác sĩ vẫn mở cửa như thường lệ hay là sao? Vâng, mình thì từ lúc có cái dịch này ra thì mình nghĩ là cái dịch vụ y tế là dịch vụ cần thiết, mà mình có nhiều bệnh nhân cần gặp mình, tại vấn đề giải phẫu thì không có, nhiều khi không có nói chuyện điện thoại được. Phải khám vết mổ, phải khám vết thương rồi xong rồi có những cái ống mình phải điều chỉnh hay là lấy ra hay là thay đổi, thành ra rất là như là khám hậu môn chẳng hạn, làm sao mà nói chuyện phải vào mới khám hậu môn được. Thành ra cái đó là phải gặp bệnh nhân. Vậy làm sao bác sĩ giữ theo cái protocol là social distancing? Mình nghĩ vấn đề quan trọng nhất là rửa tay thường xuyên. Mình sờ các vật xung quanh này là đụng chạm nhau thì tránh vấn đề đó, nhưng mà phải rửa tay, đeo mask luôn, rửa tay thường thường, đừng có đưa tay lên mặt, lên miệng của mình. Xong rồi cách xa nhau thì tương đối thôi, thực sự ra phải có một cái tiêu chuẩn. Như bên châu Á thì nó là 1 mét, không chỉ có 2 feet, 2 feet, bên này thì nó là 6 feet, là thì 2 mét. Thì cái vấn đề tương đối thì khoa học nó cũng có nghiên cứu về cái này, nhưng mà nó cũng tùy trường hợp thôi. Tại vì khi mà mình ho đó thì cái droplet nó, nếu mà nó bay trong không khí ba tiếng rồi, không thì tùy cái size, cái nó nhỏ hay lớn. Nếu mà nó lớn khoảng chừng 5 micron hay nhỏ hơn chút thì nó có thể nó đi tới 1 mét là nó rớt xuống. Nhưng mà nếu mà nó nhỏ hơn nữa, chẳng hạn 1 micron, nhỏ 1 micron thì có thể nó đi xa hơn nữa, có thể 6 feet hay hơn nữa. Hồi xưa mình nhớ học trong về vi trùng học đó, trong cái phòng lớn như vậy mình để những cái đĩa mà để mà cấy vi trùng đó, mình để xung quanh trong góc trong phòng, trên phòng thì mình thử, mình ho, mình thử nghiệm đó, mình ho sau rồi mình đem những cái đĩa đó mình cấy, thì mình coi là những cái đĩa nó có con vi trùng, nó có mập cái đĩa được không, thì nó đi rất là xa. Gần, càng gần á, thì nó có nhiều hơn, càng xa thì nó cái đĩa nó sẽ mọc ít cái vi trùng hơn. Thành ra cũng tùy cái thành ra mình nói, nếu mà ho ra đó
thì người ta cũng nghiên cứu về ho những cái aerosol, cái droplet nó có thể nó rất là nhỏ, hầu hết rất là nhỏ, có thể một micron nhỏ nữa, là cái đó nó có thể đi là rất là xa, là khi mà ra không khí rồi ra thì là mình phải tùy thuộc vào cái hệ thống miễn nhiễm của mình. Còn mình đeo cái mask thì mình đỡ truyền nhiễm những cái droplet hay là cái aerosol ra ngoài, thì nó đỡ gây vấn đề truyền nhiễm. Nghe nói mình nói chuyện nó cũng có thể văng ra, đúng không bác đúng, sĩ? Đúng, thì sao ạ? Đúng. Thì bác sĩ khám bệnh nhân rồi sao? Thì phải gọi như là mình phải tiếp xúc bệnh nhân thì phải phải đâu có thể làm 6 feet được. Thành ra cũng gần như mình chỉ cẩn thận thôi. Thì rửa tay mình nói đó, rửa tay thường, đeo găng tay. Thì hồi xưa thì có thể bắt tay bệnh nhân, hay là có nhiều người họ quý mình quá, họ hất mình này kia. Nhiều giờ thì không có làm vấn đề đó được. Nhưng phải đeo tay để mà khám bệnh nhân, xong trước khi khám thì phải rửa tay, sau khi khám phải rửa tay. Nhưng mà khi mình nói chuyện thì nó không có bay vô mặt thì mình. Thì nếu mình... người nào mà ho thì mình chịu thôi. Còn nói chuyện thì chắc không sao. Vâng, thì mình nghĩ chắc không sao. Vậy là việc phẫu thuật và chăm sóc bệnh nhân trong mùa đại dịch coronavirus này nó khác trước kia như thế nào bác sĩ hả? Hồi xưa thì khi mà giải phẫu đó thì mình cũng đeo gao, rồi đeo mặt nạ cái này xong rồi những cái dụng cụ nó cũng là nó khử trùng hết rồi đó. Bây giờ thì là cẩn thận hơn một tí, thì là những nhất là nhóm bác sĩ gây mê, tại vì họ tiếp cận với cái mũi rồi miệng bệnh nhân, với đường tiêu hóa, với đường hô hấp, phải không? Nên nhiều khi mình đặt ống thở vô, nhiều khi bệnh nhân họ gác hay là họ ho ra là nguy hiểm cho người bác sĩ gây mê hơn. Tại những người bác sĩ gây mê họ đeo cái hút á, nghĩa là che hết mặt, che hết đầu vô luôn, xong rồi là phải có một cái shield để mà che cái đầu bệnh nhân lại luôn. Họ phải để cho khi nó giảm thiểu cái vấn đề mà những cái droplet hay là giọt xương nó ra ngoài đó. Đó thì phải rồi không có gần cái kê gần cái mặt vô bệnh nhân quá, mà phải tránh xa xa ra một chút. Thì đó thì lúc này mà dùng robot là hết sảy hết sẽ không có tiện lợi. robot làm thuốc mê luôn, gây mê luôn. Robot thì mình không có tiếp cận bệnh nhân, nhưng mà thực sự ra cũng những người mà y tá là thì cũng phải cẩn thận. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Đến đây chúng tôi xin được tạm ngưng một vài phút và sẽ trở lại ngay với phần 2. Xin quý vị tiếp tục theo dõi.